khi được gặp lại quý vị trong chương trình Tò mò Showbiz được phát sóng trên VTV các 4 kênh Love. Tò mò Showbiz là một chương trình mang lại cho quý vị khán giả những góc nhìn mới hơn về những câu chuyện hậu trường thú vị lần đầu được các sao Việt hé lộ và chỉ có tại Tò mò Showbiz. Dạo gần đây có một bài hát đang làm khuynh đảo mạng xã hội Việt Nam của chúng ta với âm nhạc gần gũi, chân chất. Bài hát nhận được nhiều sự yêu thích của các bạn trẻ. MV với một màu sắc tươi sáng mô tả về một câu chuyện tình buồn đến từ một ca sĩ có một cái tên khá đặc biệt, đó là Anh Rồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ lại Anh Rồng và nhà sản xuất âm nhạc Sinkara để lắng nghe những câu chuyện đằng sau MV triệu view Bằng Lăng Nở Hoa. Xin chào Anh Rồng. Dạ, em chào chị. Em là Anh Rồng, em là thành viên đến từ Ziva. Hôm nay em rất vui khi được tham gia chương trình Tò mò Show và được gặp chị Kim Anh xinh đẹp. Cảm ơn em. Dạ, em chào chị Kim Anh và quý vị khán giả. Em là Sinkara, thì gương mặt quá quen với mọi người, xuất hiện 4 tập rồi ạ. Quá quen rồi. Chắc chắn là cái cảm xúc khi mà mỗi lần quay trở lại chương trình Tò mò Showbiz thì sẽ có những cái không khí mới, những cái cảm xúc mới, phải không? Thôi chắc là nhường lại cho Anh Rồng chút xíu nha. Yeah. Em cảm thấy như thế nào? Dạ thì mới đầu thì em cảm thấy hồi hộp. Tại vì em hồi hộp khi được gặp chị. Thôi đi. Nhưng mà chị thích, cảm ơn em. Em sợ mấy câu hỏi của chị. Và trước khi chúng ta trò chuyện với nhau gần gũi hơn thì ngay bây giờ hãy cùng đến với phần đầu tiên của chương trình nhé. Xin mời. Quý vị thân mến, các bạn thân mến, đến với trò chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Trò chơi mang tên Bàn Tay Bằng Giá. Nghe thấy lạnh rồi đó. Yeah. Một cái bể cá như thế này thì chúng ta cũng thấy đấy là có rất nhiều những viên đá ở đây, cộng với cả những viên bi. Thì trò chơi này sẽ như sau. Khi mà Kim Anh hô một số lượng bi bất kỳ thì các bạn sẽ phải mau chóng cho tay vào trong chiếc bể này và lấy cùng một lần duy nhất số lượng bi theo yêu cầu. Bạn nào mà lấy được nhanh nhất thì bạn đó sẽ giành chiến thắng trong lượt chơi đó. Bạn nào bị lấy chậm hơn thì bạn đó sẽ phải nhận về một hình phạt, đó là bốc một lá thăm tương ứng với một thử thách. Các bạn đã hiểu được luật chơi chưa? Dạ, không muốn hiểu lắm mà. Không muốn hiểu lắm à? Ừ, thì từ từ hiểu nha em. Cố gắng giành chiến thắng nha. Nhiều bi lắm. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng. Và lượt chơi đầu tiên, con số gọi tên là 4 viên bi. Ê, không có cảm nhận được cái nào là viên bi. Đừng có nói, tao đang bóc phải nói hoài. Lạnh quá. 4 viên bi nha, 4 viên bi cùng một lúc nha. Ủa bóc dư được không chị? Không được, phải chính xác số lượng bi. Bây giờ nó kê tê cứ nghe không biết. Bóc thật nhanh thì sẽ... Ê, đá. Ủa em rút ra em được vô lại. Được, được, rô lại. Ôi, sao phê với ta. Sinkara. Bốn bi. Wow, xuất sắc. Chiến thắng đầu tiên, rất xuất sắc. Cảm nhận của các bạn như thế nào? Tê lắm chị ơi, em không cảm nhận được viên bi, viên đá. Trò chơi là bàn tay băng giá đó. Rồi, lượt chơi đầu tiên. Như vậy là Anh Rồng sẽ phải nhận về cho mình một hình phạt. Em hãy bốc một lá thăm ở đây đi nào. Tới nữa rồi. Em muốn gọi đồng đội cứu à. Không ai cứu được diễn em. Diễn lại phần đoạn cưới trong MV. À, để chị đọc xem nào. Mời cưới, phần đoạn mời cưới. Diễn lại phân đoạn mời cưới trong MV. Là khúc giấu tiền, em tiện hả? Không phải, lúc mà đưa thiệp. Hiểu. Là đoạn intro. Rồi, xin mời các bạn. Anh là anh đưa thiệp phải không? Vì anh là người... Ê, nhớ thổi không ta? Không nhớ, phải có bạn nữ, còn anh là anh là người ấm em đi mà. Thế để chị đóng vai bạn nữ cho bạn nữ xem. Bạn nữ lại mời thiệp hả chị? À, mời thiệp hả? Chỉ là lại mời thiệp. À, ok, mà thế nói gọn thôi. Ok, để chị mời thiệp nha. Anh Rồng. Ủa, cái này cho em đi nha. Kệ tôi từng sáng tạo ra đi, kệ tôi đi. Bạn mới, phiên bản mới. Yeah, phiên bản mới nha, Barry nha. Anh Rồng. Em tới đây, tới đây. Anh Rồng ơi, thiệp của em nè. Anh nhớ tới dự thảo đám cưới của em nhá. Nhớ mừng một chỉ vàng nhá. Chỉ một chỉ vàng thôi. Ok, em về đây. Đi. Rút về luôn. Hơi lố đúng không? Sao kịch bản lúc đầu mình không làm vậy đi ta? Hơi lố nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đổi vị trí cho nhau nha. Dạ. Đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Rồi,
Luật chơi thứ hai, mình sẽ lấy 3 viên bi. Trời ơi, bi đâu, bi đâu, bi đâu, bi đâu. Đừng nhấc tay ra khỏi thùng đá nhá. Tới nữa rồi nè. Bi ơi, mình có quyền mình coi không ta? Em nghĩ là 3 gì rồi, em được 3 gì. Rồi, xuất sắc, xuất sắc. Anh Rồng giành chiến thắng trong lượt chơi thứ hai. Xin mời bốc lá thăm. Dễ xíu đi, đừng hét. Rồi, cái này cũng được. Phong cách rap, trình okay. Trình bày ca khúc. Thử thách dành cho Singara đó là trình bày ca khúc bằng lăng nở hoa theo phong cách rap. Anh Rồng có thể là trợ giúp cho Singara được không? Anh thương tấm thân nắng mưa dãi dầu, thương em bé con bé nghiêng nghiêng đầu, thân trai làm cha gió sương ngoài kia. Đi lên 10 lon bỏ con mình ên, 50 đến 100 sáng đêm không về. Anh đây ngóng trông chờ bóng ai vai kề. Tại em không thuộc lắm vậy. Phải em có cái lại, em có cái lại. Nhưng mà đã là rất là tốt rồi. Rất là sự đây là sự cố gắng của Singara rồi. Nào, đến lượt chơi thứ 3 sẽ là 2 viên. 2 viên. Hay quá ta. Trời ơi, đâu có trên trước mặt luôn. Vui để trên đây. Tại nãy anh bóc lên mà không kịp xuống dưới. Nè nè nè. Hát mát súp 3 bài mà mình từng hát. Hát mát súp 3 bài. Quá tương tư. Quá tương tư với lại Quá tương tư tới bắt ngọt nghe. Thì tới bằng lần thứ 3 đi. Như vậy là thử thách của anh Rồng sẽ là hát mát súp 3 bài hát mà mình từng hát hoặc sản xuất. Rồi, xin mời. Ok, thì em sẽ hát 3 bài bằng lăng nấu hoa và vách ngọc ngà với lại hoa tương tư. Hoa tương tư mới đầu vô sau vẫn tiêu tả. Anh khóc khi anh nhận ra. Anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì lúc buồn. Anh khóc khi anh nhận ra ấm nỗi nhớ sâu lại để khóe tuôn. Hai bàn tay chở che từ lúc em chưa trưởng thành. Nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặt anh. Chắc còn nhớ những ký ức phai nhòa. Chắc người vẫn ngồi đó với khóe mắt đắn đo. Nỗi buồn vẫn còn đầy khi ta viết tâm tình. Pha mật lon tô lên bức tranh thiếu mình. Bằng lăng không lá không trái không hoa, nằm mơ thấy duyên kiếp phong ba. Người thương nhất nên cưới ông ta. Thương thì thương vậy thôi, xong cho thằng kia lấy nó cưới nó cốp mắt hết nỗi nhớ không còn. Lượt chơi tiếp theo sẽ là... Vẫn còn lạnh à? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ok, 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 ok. Một viên. Singara. Đừng có hát nữa ạ. Thử thách của Singara đó là gọi điện thoại cho một người bạn mượn tiền để ra MV mới. Anh định gọi cho ai ta? Em sẽ gọi ai? Khu vui á. Dạ, một bạn này là trong nhóm luôn chị. Trong nhóm làm beat lo-fi cho Trúc hát. Tên là gì? Tên Học. Học là tên gốc. Còn nghệ danh tên Chip. Nghệ danh là Chip. Bạn Chip. Alo, Học hả? Tôi xin ra nè. Ê, cái đang có một cái dự tính như vậy nhưng mà tôi không có dám nói với anh Dôm. Ê, sắp tới tôi với đang sau lưng nè. Ê, ông đừng cho anh Dôm nghe nha. Tại mở lô lớn. Trời ơi, mở lô lớn nữa. Tại sắp tới tôi làm cái bài. Nhất định đi. Tôi làm cái bài nhạc kia nhưng mà làm lâu rồi, tôi cũng làm chỉnh chu lắm mà tôi không có dám đọc cho anh em nghe. Tại tôi muốn làm cái bài đó quay MV lớn luôn mà tôi không dám nói anh Dôm, sợ anh không chịu bài đó. Nên định hỏi ông có tiền không? Anh em không à, cho mượn 10 triệu quay MV ai? 10 triệu. 10 triệu thôi. Nói thiệt mà. 10 triệu thôi, có 10 triệu, 10 triệu quay MV được không? 10 triệu hả? Là tôi có một mớ rồi. Thí dụ mà nhiều hơn xíu nữa được không? Ê... là mà được không? Ê, ông mới lãnh giáp nhiều mà, ông cho tôi mượn cỡ 30 củ được không? Cái này hỏi thiệt nha. 30 củ nào đấy? Chắc thì tối nay tôi về mai đi. Vô mai ghé cầm xe cho mượn. Thiệt không? Anh em nói thiệt nha. Cầm xe thôi, cầm xe Hà Tây nó đẹp đủ. Người nữa lấy vợ sao trời, tôi định tới qua năm sau luôn mới trả lại được á.
Thì cái gì đâu, năm sau cưới lại vậy? Ờ, vậy là được đúng không? 130 được đúng không? Ừ. Nhưng mà nhích, nhích một xíu nữa được không? Yêu cả 50. Như trả giá, như trả giá vậy trời. 100 triệu luôn được không? 100 triệu thì đấy, có xe hàng rộng có nhà không ta? Xe hàng rộng là bán làm gì được tới 100 triệu. Thì sẵn gom dài 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 dài, xe hàng rộng, xe hôn ẩn, hôn đi chung đó mà, xe nó nhẹ. Ê, hay là cái tôi thấy cái xe hơi của anh Dơm cũng được à. Sao? Để nhà phải không ta? Ừ, xe hơi anh Dơm á, ông tính vụ đó giùm tôi nha. Ừ, chắc tôi làm bậy bạ cái bánh quá. Đây, nói chơi vậy chứ, đang trên tò mò show nè, gọi điện thoại hỏi một người bạn để mà mượn tiền của MV. Thì ông đối xử tốt tôi vậy cũng được. Vậy cưới luôn hả? Ừ, vậy chắc tôi cưới ông luôn. Rồi, thôi cảm ơn nha. Rồi, rồi. Wow. Bạn tốt khi mà nghe nói mượn tiền quay MV thì bán xe của mọi người. Wow. Bán xe của mọi người nha, không phải chỉ mình bạn đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi lượt cuối này. Con số 3. Wow, gồng. Gấp như gồng. Hai viên. Ê, không được nhấc tay ra khỏi hũ nha. Thôi. 3 viên. Em thua rồi. Ok, rồi. Vậy mà la anh em. Hay à, hát nữa quá. Đừng có hát à. Thuyết phục MC và người chơi còn lại nhảy chen bằng lăng hoa, nở hoa. Chen mũi cây. Chen này rất hot. Em nghĩ là không thuyết phục thì MC cũng sẽ nhảy thôi. Tại chen đang hot lắm ạ. Vâng, thử thách được dành thế cho chúng tôi bao gồm cả Kim Anh, đó là MC và người chơi hãy nhảy trend bằng lăng nở hoa, tức là trend ủi cây rất là hot trên TikTok trong thời gian hiện nay đấy ạ. Anh thương tâm thân ngắn mưa dài dầu, thương em bên con em. Kéo lên. Nhờ lên, nhờ lên. Rất là cảm ơn hai bạn đã tham gia trò chơi này vô cùng nhiệt tình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ trò chuyện với nhau xoay quanh MV gần đây mà các bạn mới ra mắt với quý vị khán giả, đó là Bằng Lăng Nở Hoa. Ai là người chắc bút ra ca khúc này vậy? Dạ là em. Uh-huh. Hôm đó thì em nằm em buồn, em không biết làm gì nên em nói sao mình cứ buồn gì hoài, cái đi viết nhạc, kiếm cái gì đó, một cái lời bài hát hay cái giai điệu gì đó vui vui mình viết, tự làm cho mình vui lúc đó. Nên em suy nghĩ ra bài Cây Bằng Lăng Nở Hoa. Với lại em nghĩ là cây bằng lăng là chuẩn bị tới mùa của nó nên em viết về cây bằng lăng chứ không có đơn giản như vậy thôi hả? Nhưng mà chị nghĩ là thường á là mình sẽ đưa một cái ẩn ý nào đó hay là một câu chuyện của chính bản thân mình hoặc là một câu chuyện từ những người xung quanh để đưa vào các khúc đó, thì em có lấy một cái ý tứ nào đó nào không? Thì cái đó thì em có nghĩ lúc mà em viết cây bằng lăng á thì em có nghĩ tới cuộc tình của một người bạn của em hồi xưa đi học. Không phải của em hả? Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Của em chưa có. Thì câu chuyện nó như thế nào? Dạ thì kiểu xoay quanh trong câu chuyện thì năm đó là 12 thì người bạn nó học chung với em cấp 3, chỉ học lớp 10, 11 thôi. 12 thì bạn đó đi nghỉ học và lấy vợ. Thì thương một cô gái đó, thì cô gái cũng chung một xóm vậy đó. Mà thương nhưng mà chưa có lấy. Nó đi lấy vợ nhưng mà chưa có lấy được. Dạ thương lắm rồi, nhưng mà thời gian quen nhau á, cái bạn nó cũng đi làm này kia, rồi bạn nữ cũng ở quê. Sau đó thì bạn nữ ở quê thì cũng có quen một chàng trai cùng một xóm vậy đó. Thì hai người cũng qua lại quen biết, nhưng mà cái bạn trên kia, cái bạn chung với em á thì không có biết cái điều này. Thì khi về thì mới phát hiện ra, thì lúc đó thì cũng buồn và thấy tức, chứ không phải mà tới buồn mà buồn suy sụp. Uh-huh. Tức kiểu như muốn trả thù, muốn lại muốn trả đũa vậy đó. Đúng rồi, ôi trời ơi, đơn giản như thôi. Thế là đấy là một câu chuyện có thật luôn. Bảo sao mà chị xem cái MV đó mà chị cười từ đầu đến cuối luôn.
Tại vì ủa sao dễ thương vậy? Cái tạo hình của các em á, lần này mà nó là rất là vui nhộn nha. Lại còn có sự xuất hiện của Singara này, rồi Hun này đóng cặp cùng với em nữa. Các bạn đã hỗ trợ cho em trong MV này một cách rất là vui tươi và rất là nhiệt tình nữa. Dạ. Ai là người nghĩ ra cái kịch bản trong MV đó? Dạ, kịch bản này thì mới đầu là em có nói với anh Sâu, với anh Dơm, bạn với anh Sâu, với anh Dơm là cho em đổi một cái tóc giả, tóc giả xù. Nhưng mà tại sao lại là như vậy nhỉ? Dạ, tại vì em thích kiểu như là nó khùng khùng, nó giống như quậy mấy thằng trong xóm choi á, tóc vàng, tóc đỏ, tóc nâu này này kia là quậy á. Nên em mới nói với anh Sâu cho em đổi tóc giả đi, cho em đổi cái tóc gì mà cho nó quậy xíu á, kiểu mấy thằng choi trong xóm á. Cái anh Sâu đi kiếm không có cái tóc xù, cái có gà ba tóc đỏ, cái em mới anh Dôm với anh Sâu mới là sắp xếp ba em mình Hôn với anh Xin là đội ba cái đầu đó. Tự nhiên chị lại tưởng là nhân vật siêu nhân Gao ấy, năm anh em siêu nhân Gao ấy, nhưng mà ở đây chỉ có ba anh em thôi, mỗi người một màu sắc kìa đó. Cái đó giống ba lũ quỷ chị. Về cái màu sắc của âm nhạc này thì tại sao các bạn lại lựa chọn cái màu sắc âm nhạc như vậy? Dạ thì tại vì em thấy bây giờ thị trường âm nhạc là quá trời nhiều màu, không biết sử dụng cái màu gì để cho nó hợp với mình á. Rồi em cũng thấy cái màu trước thì em cũng làm rồi, sau em muốn thay đổi xíu thì em lấy lại cái dòng nhạc mà kiểu như là nó vui mà nó khùng kiểu như em viết lúc đó em suy nghĩ là viết bài nhạc này phải cho nó khùng lên, tào lao mới xế lên mới vui kiểu như nhưng mà em có suy nghĩ là cái đối tượng khán giả khi mà họ xem họ tiếp nhận ấy thì bao nhiêu phần trăm thì họ sẽ đón nhận cái ca khúc đó của em? Dạ mới đầu thì em cũng không có tưởng tượng được, là không có cảm nhận được là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà em nghĩ là sẽ có một số thành phần khán giả sẽ thích cái kiểu như là dòng nhạc này nó vui. Trong này có chị nhỉ? Chị xem mà chị mở đi nhở, mở lại chị xem. Xem nhiều lần lắm luôn á, mà từ cái hình ảnh này, rồi cái tạo hình của các em này, rồi cái sự đáng yêu của các em này, cái cách mà các em thể hiện trong MV dường như là rất là đúng với cái lứa tuổi của các em nữa. Dạ, cho nên là mình cảm thấy rất là gần gũi và chân thật ở trong đấy, mặc dù là nó có hơi xấu tính, hơi min chút xíu nha. Đó. Lại cái chen cưới đang nhiều người ta quan tâm á chị. Nên tụi em cũng làm một cái, nhưng mà tụi em đi theo một cái màu khác luôn, cái hướng khác, sẽ không giống với bất cứ ai cả. Nên là khi mọi người nghe cái mọi người cảm thấy nhạc này lạ quá, nó kỳ quá, nó cứ ngang rồi sao đó. Dạ. Mọi người nghe không quen. Còn nếu như mà tụi em làm một cái màu giống như những cái bạn khác á, thì nó lại là giống nữa. Cho nên tụi em muốn làm một cái khác. Đúng rồi, như vậy là có sự chủ đích, có tính toán, có đầu tư đấy. Muốn làm khác. Ngang nhưng mà là ngang đầu tư nha. Ngang có đầu tư nha. Thế còn về quá trình mà quay MV đó thì các bạn chuẩn bị trong bao lâu để quay? Dạ. Trong một tuần hả chị? Trong một tuần thôi, như vậy cũng không lâu lắm. Dạ, đồ đạc với lại tóc tai này kia thì chuẩn bị cho. Tại vì cái đó tụi em quay cũng kịch bản thì anh Sâu ở nhà làm. Thì em có bạn với anh Sâu, em ở chung nhà với anh Sâu thì hai anh em cũng có bạn với nhau làm sao. Còn bối cảnh này kia thì cũng quay ở trong quê, quay ở Sóc Trăng luôn. Như vậy là cũng có nhiều sự thuận lợi. Ekip của tụi em làm luôn, cho nên là ekip nhà luôn. Zivai của ekip nhà. Dân nhà làm cái gì nó nhanh. Thế mình quay mất trong bao lâu để có thể hoàn thiện được cái MV đó nhỉ? Dạ một ngày. Có một ngày thôi. Từ sáng tới chiều. Từ sáng tới chiều là xong. Vậy là rất là nhanh. Như tiếng 7-8 giờ là xong rồi không? Đúng rồi, 7-8 giờ xong. Tại dọn dẹp này kia nó mới lâu. Chị thấy là còn có sự xuất hiện của các thành viên khác nữa, thì có phải là chung công ty với mình không? Dạ đúng rồi. Chung anh em. Cũng anh em không? Ồ, tại là anh em không? Có những người lớn thì là bà con này nọ của anh phim. Dạ. Tính đến thời điểm hiện tại thì các bạn có cái sự ghi nhận và đón nhận như thế nào từ các bạn fan của mình? Có ai bình luận hay là gửi tin nhắn riêng và nhận xét ví dụ như là anh Rồng ơi, cái bài hát này hay quá, ơ bài này thú vị quá. Dạ, dạ em cũng có. Cũng có. Cũng có khen mà cũng có chê. Thì chắc chắn rồi đúng không? Tại vì mình có, khi mình làm bài nhạc lên thì sẽ có nhiều thành phần cho mình nghe. Mình nghe mà mình cảm nhận theo kiểu khác nhau á. Nên cũng có khen và có chê nhiều. Tụi em lúc nào cũng mang đến một cái màu sắc khác cho mọi người. Mọi người thì chưa có bắt kịp theo. Nên tụi em làm lạ quá thì mọi người sẽ xin được cái ý kiến là không thích lắm. Cảm ơn các bạn với những lời chia sẻ chân thành vừa rồi dành cho MV Bằng Lăng Nở Hoa. Chắc chắn là sẽ còn có nhiều điều thú vị nữa mà chúng ta muốn bật mí với quý vị khán giả. Nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ gác lại phần 1 tại đây để đến với phần thứ 2 trong phần thử thách cùng khán giả, với phần mini game có tên gọi là Chiếc Cốc Sắc Màu.
Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tò Mò Showbiz. Và bên cạnh Kim Anh đây đó chính là Anh Rồng và Sinkara. Và chúng ta sẽ cùng tham gia vào một trò chơi vui nhộn mang tên là Chiếc Cốc Sắc Màu. Trên bàn đó chính là 5 chiếc cốc tương ứng với 5 màu sắc khác nhau và những quả bóng bàn này. Nhiệm vụ của các bạn đó chính là sau khi Kim Anh hô một màu sắc bất kỳ, các bạn sẽ phải mau chóng đồng thời thổi chiếc bóng của mình vô chiếc cốc được chỉ định. Bạn nào thổi được trước thì bạn đó sẽ giành được chiến thắng. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 lượt chơi tất cả. Các bạn đã hiểu được luật chơi chưa? Dạ, em hiểu rồi. Mình chơi vui chứ đâu có hình phạt gì đâu đúng không? Có hình phạt. Cảm ơn em đã nhắc đến hình phạt của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Cái phần game này á, bạn nào mà thua đó, tức là thổi được ít bóng hơn vào chiếc cốc đó, thì chúng ta sẽ phải thực hiện một hình phạt, đó là uống một ly cocktail do người chiến thắng pha chế. Ui. Em thấy em không có khác lắm. Không khác à? Ừ, nhưng mà biết sao được, em tham gia trò chơi này rồi thì em phải chấp nhận hình phạt nếu như em thua thôi. Lỡ pha ớt thì sao chứ? Ừ, thì cố gắng giành được chiến thắng ha. Rồi, cái ô đầu tiên, các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng nha. Khởi động nào, khởi động này. Có điểm rồi đó. Cho nó đều đều mới được để mình ô lỏ. Đầu tiên là màu xanh dương. Bắt đầu. Nhanh lên, chân lại, nhanh lên, chân lại. À, ê Phan, đừng có nhúc nhích các bạn. Ê, không được đâu. Khó nha, khó nha. Cố lên. Ô, xít nữa thì trúng ô màu xanh dương. Nào, cố lên, cố cho lên, cố lên. Cho anh đi trước luôn á. Trời ơi, cho anh đi trước luôn. 1-0 dành cho Sinkara. Sát 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 sát. Hai bạn bắt tay một cái nào. Nhường thì tốt. Bóp hơi đau rồi đó. Bắt đầu này. Đều đều đi anh, cho nó đều đi. Ô màu số 2 đó là màu ghi. Màu đây, phải không? Là màu xám hả chị? Đúng rồi, màu ghi màu xám đấy. Anh đứng vô anh. Sao không bóp lên thổi liền? Em hai không dành cho Sinkara. Xuất sắc. Em thấy là cái lì sinh tố kia có vẻ là nó bắt đầu mặn mà rồi đây. Không mà em hết, em nghĩ nhường rồi đó. Hay. Tiếp theo đó là màu vàng. Sao bạn? Chuẩn bị uống đi chứ hả? Thắng 3 lượt rồi chứ hả? Quý vị thân mến, các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng, đó chính là Sinkara. Xuất sắc. Và yêu thương nhau nha. Dạ, chắc yêu thương nhiều lắm mà. Em giành được chiến thắng rồi đó. Nào. Em muốn uống chanh. Lấy cái tay ra coi, để người ta pha. Em muốn uống chanh. Cái gì vậy anh? Ở đây có nước mắm này, nước tương này, tiêu này, chanh, đường và muối. Đây. Cho một miếng muối vô. Đó. Rồi. Nhiệt tình lắm nha. Đổ hết luôn đi cho nó khỏe, cho nó ngon. Uống cho nó mạnh khỏe chứ. Ngon sao đó. Nãy không có đường phải không? Có chanh. Không cho đường đâu. Chầm. Ngon á. Này giống quậy nước mắm quá. Là nước mắm ớt hả? Đã nương tình lắm rồi đó. Rồi xin mời anh Rồng. Mùi vị đầu tiên đập vô em là em nghe có mùi chanh và nước mắm nhiều quá. Em thua thì em chịu thôi. Dám chơi dám chịu. Cố lên. Kỳ ông. Ngon hả? Kiểu sao biết, kiểu giống nước canh đó chị. Nước canh, nước canh hơi lạ. Nước canh hơi lạ. Canh này canh của canh mạnh bà sao? Ngon đúng không? Nói ngon này. À, ngon lắm á. Em uống đi tao biết. Em uống hết luôn hả chị? Chắc là thêm một hút, một ngụm nữa thôi là được rồi. Sợ em bị đau bụng á. Ok. Sắp. Này gói Hồng ơi. Wow, dám chơi dám chịu. Sao vậy, anh em mình không hả? Có gì đâu. Hai bạn bắt tay một cái nè. Với lại anh em nha. Gồm nhau lại. Dưới chờ nhau ở ngoài bãi xe nha. Cảm ơn các bạn và quý vị khán giả đã theo dõi phần vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng về với vị trí của mình để tiếp tục trò chuyện với nhau nhé. Các
bạn thân mến, quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đó là phần trải lòng, thì Kim Anh cũng mong muốn là các bạn sẽ chia sẻ sâu hơn nữa về quá trình thực hiện MV Bằng Lăng Nở Hoa. Như phần đầu chương trình thì chúng ta cũng đã chia sẻ một chút xíu liên quan đến ekip của chúng ta này, rồi các thành viên tham gia như thế nào, rồi quá trình thực hiện MV đó, một số những lời bình luận như anh Rồng đã chia sẻ, nó cũng có tích cực và cũng có những điều tiêu cực. Thì anh Rồng có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là những điều gì? Dạ thì tích cực á, thì có những bạn rất là dễ thương, người ta sẽ nói là nói với mình kiểu như an ủi mình là phải cố lên, làm đi, tụi em ủng hộ. Và nhạc hay mà có thể là các bạn đưa những cái lời mà làm mình cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Mình có lửa mình tiếp những bài khác. Còn có những bạn thì họ, em nghĩ là cái tính họ thẳng thôi. Tính họ thẳng thì họ cứ nói là chê, ngang gì đó, cái kiểu nói nhạc mày dở, nhạc mày này kia. Nhưng mà em cũng cảm nhận là các bạn đó không có tới nỗi ghét mình đâu. Tại vì nghe chưa thấm được bài nhạc mình thôi. Dạ, em nghĩ một lần hai lần, nghe một lần hai lần nó sẽ thấm. Còn là có chiêu trong đấy, ngang đúng không, chưa có hay đúng không, nghe lần lại lần nữa đi, biết đâu lại lần hai lần ba hay thì sao, đúng không? Đó là một sự chú ý của Sinkara đó nha. Chị nói như thế có đúng không? Thì cũng như mấy lần trước em nói đó, thì mấy bạn thấy mà khen nhiều thì mấy bạn sẽ chê, đúng không? Chê cho khác biệt với mọi người vậy đó, nhưng mà thật ra vẫn nghe nha. Nghe nhiều lần là khác nha. Chứ nếu như mà các bạn ấy chê theo kiểu như là muốn dìm mình xuống đó, thì có lẽ là nghe một hai câu thôi là các bạn đã chán rồi, đúng không, là không muốn nghe nữa rồi. Nhưng đây là các bạn nghe đi nghe lại nhiều, và thực sự là các bạn cũng mong muốn đóng góp một cái ý kiến gì đấy để giúp cho các bạn, các em trở nên tốt hơn mà thôi. Đó. Ngoài ra thì Sinkara có đọc những cái bình luận ở phía dưới MV đó không? Dạ có chị. Bình luận khen thì cũng nhiều. Có ai bình luận về vai trò của em trong nhóm không? Có chị. Có. Nhiều quá. Quan trọng là beat, nhất là cái remix sau này là hòa luôn kiểu anh xin. Nhiều. Có bản remix thì hình như mấy bạn cũng khen nhiều. Còn như trong bài gốc thì mọi người, em nhớ hình như cũng có bình luận nói là kiểu như nhạc nó như lô tô. Nhưng mà tụi bài trước cũng giống như lô tô bài sau. Tụi em cũng muốn đánh vào cái đó một xíu. Nó cũng hơi lô tô một xíu. Như vậy là có chủ đích. Chủ đích. Tại em nghĩ cái kiểu đó khi mà đến với người lớn, những người mà miền Tây mà khi mà đám cưới hay nhảy đó, người ta nghe cái dạng beat đó người ta thấy dễ chịu hơn. Đúng rồi. Bởi vì em muốn làm vậy. Hay. Nhằm khi bài nhạc em không hay nhưng mà nhờ cái beat cứu lại, dớt lại. Em nghĩ là ít ai làm cái beat kiểu như vậy. Đúng rồi, chị cũng thấy lạ đó. Thì cái lúc mà em nghe demo của Gồng xong mà em đánh lại á, em đánh bản beat á hình như cũng hơi lâu. Tại mỗi một cái đoạn vậy em phải gán nghĩ ra một cái kiểu khác làm sao đó cho khác với người ta nhất có thể. Từ cái khúc mà intro đến đoạn vơ rồi lên điệp khúc, hoặc là kết bài, đoạn rap, tất cả em đều muốn làm khác. Vậy em nghĩ là hình như chưa có ai làm kiểu như vậy giống như em. Cho nên khi mà ra sản phẩm thì mọi người nói lạ quá, nghe nó kỳ. Nghe nó kỳ. Thấy lạ. Mà nếu mà lạ là đúng rồi. Em nghĩ không ai làm vậy. Thực ra thì quý vị thân mến, thông thường thì chúng ta thường chỉ chú ý đến những người ở phía trước ánh đèn sân khấu thôi, hay là xuất hiện ở trong những cái sản phẩm MV hay là các bộ phim. Nhưng mà chúng ta lại thường bỏ qua, dường như là bỏ qua những người đứng đằng sau những cái sản phẩm đó. Đấy là lý do vì sao mà chương trình Tò Mò Showbiz ra đời, để mong muốn là kết nối quý vị khán giả đến gần hơn không chỉ là những người ca sĩ, những người diễn viên, mà còn là những người đạo diễn, những người sản xuất giống như là Sinkara vậy. Vậy thì trong quá trình mà mình thực hiện MV này á, thì có những cái niềm vui nào? Kỷ niệm. Cái kỷ niệm chắc chắn là nhiều đúng không? Tại vì MV lần này quá vui nhộn đi. hay là có khi mình hỏi là kỷ niệm buồn đi, có khi lại hay hơn. Cái chuyện buồn của tụi em là khi quay cái MV này là tụi em phải trải qua những cái lớp phân dịch rất là nhiều ở dưới chân mà cái trong... lớp gì cơ phân dịch đó chị, phân dịch phân cái nơi đó là cái nơi người ta nuôi. Ra thế tụi em quay ở trên đó luôn. Rồi ở trên đầu á, những cái cây á thì ông tụi em không dám lại ngồi. Sợ chích không á. Nhưng mà sao mình không lựa chọn một cái bối cảnh khác nó dễ tại chịu hơn? Tại nhộng nó chỉ có chỗ đó là hợp nhất. Hơi khó kiếm nữa chị. Tụi em cũng là khai thác nhiều quá. Lúc tụi em làm là cũng trời, lúc đó là cũng đang mưa. Đang kiểu mưa cũng sợ mưa này kia, dính mưa. Thế mà quay trong có một ngày thôi. Dạ đúng rồi. Và cái lúc quay là anh Gồng với bạn nữ là ngồi dưới cái tổ ong. Wow. Là
Yeah. Chiến đấu luôn. Chiến đấu luôn. Nhưng mà hên là không có ai bị đốt. Dạ đúng rồi. Oh, vậy là hên đó nha. Lần tới chị nghĩ là mọi người cẩn trọng hơn một chút xíu. Yeah. Chứ không sau hôm đấy về mà mặt ai nấy cũng đều là đầy thương tích thì chị cũng thấy đáng lo đó nha. Hy sinh vì nghệ thuật quá. Giờ thấy ai cũng mập hết nha. Cái lúc mà ngồi ở đó đó, cái tại vì phân nhiều quá phải lấy lá cây lót lên rồi mới ngồi được. Wow. Mùi nhóc bây giờ. Em lúc quay mà phải bịt mũi. Gán hả chị? Đáng hồng, đáng ngồng lên hả? Đáng ngồng lên. Ồ, thế còn kỷ niệm vui thì sao? Có chị, vui thì lúc là đãi đồ ăn á. Lúc đãi đồ ăn lúc đó là vui nhất á, tại vì mình được ăn thiệt. Tụi em hình như là trong suốt quá trình quay luôn là lúc nào cũng cười cho nó. Tại MV vui bởi vì làm gì cũng mắc cười á. Ừ. Tới đó là lúc chiều á, là lúc đãi đồ ăn là mọi người cũng đói rồi. Ừ. Là cái em mới đặt đồ ăn. Ừ. Là vô giống như là đám cưới thiệt vậy đó. Có đặt có lẩu, có này, có nước này nọ. Một đám cưới luôn chứ. Mấy món vậy đó. Xong là tới lúc mà kêu mọi người lên bàn ngồi ăn rồi là ai cũng ăn vậy đó. Vô. Ăn thật luôn. Ăn thật. Ăn thật mà không có để ý tới là có đang quay không luôn. Tại lúc đó đói quá rồi. Ăn bào, lại vậy đó. Bào sơ sát. Xong cái bàn mà giống như tụi em ăn nhiều quá nó hết đồ ăn. Xong cái phải qua bàn khác chia lại. Chia lại quay mấy cảnh khác đi. Chị hỏi thật này, anh Rồng hiện tại đang tình trạng độc thân hay là đã có chủ rồi? Dạ em tình trạng độc thân. Độc thân muốn... à thế à. Hình mẫu của anh Rồng như thế nào ta? Singara là chuẩn bị lên xe bông rồi này. Nhưng mà anh Rồng đến hôm nay chị gặp lại vẫn là tình trạng độc thân. Dạ. 5 phút giao bán bắt đầu. Gu của em thì kiểu như có cái lòng bao dung xíu. Lòng bao dung đối với em. Bao dung tất cả mọi người luôn chị, không riêng đối với em nhưng mà tất cả mọi người luôn, phải đối xử tốt với mọi người tất cả. Cái đó là em đặt lên đầu tiên. Còn thứ hai là phải đẹp. Phải đẹp. Đẹp à? Phải có đẹp. Sao anh thấy cái hình mẫu giống giống anh quá vậy ta? Ôi, ôi sao nhưng mà chị thấy hình như là em đang tả người mẹ của em vậy đó. Dạ. Tại vì thường là các bạn nam thì lấy hình mẫu là người mẹ của mình. Dạ. Để khi mà mình tìm kiếm một người bạn gái thì mình cũng mong muốn là bạn ấy có một vài điểm giống mẹ của mình để cảm thấy thân thương, thân thuộc vậy đó. Chị đúng nói vậy có đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mẹ em lúc nào cũng tuyệt vời với em. Lòng bao dung này, rồi là người cày view cho em này. Em có muốn nói điều gì với mẹ của em lúc này không? Thì em chỉ muốn nói là em muốn nói cho cả cha lẫn mẹ luôn. Tại vì hai người đó là hai người tuyệt vời nhất của em. Em muốn nói là cảm ơn cha và mẹ đã lúc nào ba và mẹ em cũng ở phía sau em, chứ đẩy cho em đi chứ không có kéo cho em lại. Trước giờ những cái gì mà em thích hay là em muốn làm á, thì ba mẹ em đều đưa tay đẩy tới chứ không có cho mà con mình luôn. Tại vì em thích cái đó của ba mẹ em thương. Lúc nào cũng ủng hộ hết chứ. Nên em cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Chị cảm thấy rất là may mắn dành cho em. Những cái lời này em không có thể nào nói trước mặt ba mẹ, tại vì em ngại lắm. Thế hả? Em chỉ có qua chương trình em mới nói. Thế thì chị nghĩ là sau ngày hôm nay em về em có thể mua một bó hoa hay là nhắn một lời cảm ơn hoặc là ôm mẹ một cái. Chị nghĩ đấy là một điều nên làm đi. Chắc ha. Chúc em về quê luôn quá. Chúc về quê. Tại vì chị nghĩ là bố mẹ nào rồi cũng rất là mong muốn nhìn thấy được cái sự thành công của các con. Đặc biệt là những người nghệ sĩ giống như các em. Cá nhân chị thì chị cũng là cái người đi từ con số 0 thôi. Nên chị cũng rất là hiểu được là những cái sự nỗ lực của các em như thế nào. Nhưng mà rất là tuyệt vời bởi vì là các em luôn luôn có gia đình hậu thuẫn ở phía sau. Đặc biệt là ví dụ như là Singara bây giờ còn có cả Ý Trung Nhân nữa. Dạ, phải không nào? Đó thêm lửa nữa đó. Lửa đó hơi lớn ạ. Này chuẩn bị tiền mừng đi nha. Chuẩn bị tiền mừng ngay từ bây giờ chắc đó. Chắc ăn là em phải có rồi chị. Trước em cũng nghe Rồng tâm sự là thí dụ mà đám cưới của anh đi em đi cây vàng. Em nghe vậy đó mà không biết thiệt không. Hôm nay em lên sóng truyền hình em nói. Cây vàng dữ vậy anh. Bây giờ chị đặt một cái giả thiết như thế này nha. Ví dụ như anh Rồng thì chưa có người yêu. Dạ. Nhưng chị đặt giả thiết là em đã có người yêu rồi. Thế nhưng mà fan đông quá, các bạn nhắn tin tỏ tình với em thì em sẽ phản ứng như thế nào? Cái này thì giả sử như là em đã có người yêu rồi nha. Cái này là cũng hơi bị khó xử cho đôi bên. Nhưng mà mình sẽ thiệt lòng nhất là mình sẽ kiểu như là mình không có tạo cho người ta một cái chờ đợi mình. Một cái sự kỳ vọng. Đúng rồi, không có kỳ vọng chị. Thì sẽ nói thẳng ra luôn, nói là bây giờ mình chỉ thích nhạc và làm nhạc thôi. Nói chung là chưa muốn tiếp tục, chưa muốn quen hay là tiến tới cái gì dính líu tới tình cảm hết. Thế ví dụ chị là fan của em đó, chị sẽ nhắn tin hỏi tiếp là ê anh ơi nhưng mà em có thể chờ anh được không, em muốn chờ anh. Thì anh trả lời như nào? Cái đó thì em sẽ lùi về một bên. Lùi về một bên à? Nhưng em vẫn sẽ tiến thêm một bước.
thì anh trả lời đi. Dạ thì em cũng nhắn lại đàng hoàng. Dạ thôi chị, em chỉ... Ủa cái gì chị vậy? Dạ. Bà anh. Bà anh đăng nhập bà, buồn cười thật. Thì thưa bạn, thì mình hiện tại thì mình chỉ muốn... Ủa bạn nhìn mình đi chứ. Em ngại. Em ngại chứ. Muốn là tiếp tục cho công việc nhiều hơn thôi chứ. Nhưng mà tớ có thể chờ bạn được. Tớ chờ 5 năm cũng được, 10 năm cũng được. Sao chờ nhiều quá. Tại vì mình là fan trung thành của bạn nhá. Xong bạn cũng đẹp trai này, bạn tài năng này, bạn cũng là hình mẫu ý tưởng của mình này. Mình chờ bao lâu cũng được. Chắc lúc đó em đi viết nhạc có chị. Ôi là sao? Em đi viết nhạc để cho em quên hết tất cả mọi thứ 10 năm, không, 5 năm hết. Vậy hả? Yeah. Thế là bỏ lơ bạn luôn à? Buồn quá à, không được rồi nha. Đấy, thế còn Singara là chuẩn bị kết hôn lên xe bông rồi đấy. Yeah. Xem là có một cái tuyệt chiêu gì đấy để có thể là vừa chiều lòng fan nhưng mà cũng giữ được cái hạnh phúc gia đình không? Đó, bây giờ nhập vai này. Em nghĩ là hình như ngay từ đầu luôn á là... fan biết em có bạn gái rồi luôn. Thì đó, thì bởi như vậy. Dạ. Ví dụ như không biết đi thì lại là một nhẽ khác. Nhưng ví dụ như biết rồi nhưng vẫn nhắn tin thì sao? Không có ai vậy luôn chị. Vẫn quan tâm được mà. Em cũng ít đúng tiếp xúc với thì cứ kệ, cứ nhắn tin. Biết có rồi á, nhưng mà cứ nhắn tin. Đó. Giả định đó. Ví dụ dạ. như chị đây. Mình là fan trung thành của Singara và anh Rồng. Nhưng mà mình là fan của Singara nhiều hơn anh Rồng. Dạ. Tại vì Singara dễ thương này. Xong có làn da bánh mật này. Mà dù ngồi studio hơi nhiều nhưng mà da vẫn hơi bánh mật này. Cười rất là dễ thương này. Dí da dí dỏm này. Đấy, nên là mình rất là mến mộ Singara. Singara làm nhạc cũng hay nữa. Thì có thể cho mình tìm hiểu Singara được không? Ví dụ như vậy thì em trả lời như nào? Trước tiên thì xin cảm ơn bạn. Tập làm văn à? Dạ. Tập làm văn à? Cái gì vậy? Phải nói theo bản sắc của em nhé, không được làm tập làm văn đâu nha. Thì chân thành vô. Nói là mong là bạn sẽ luôn theo dõi mình. Thì sắp tới mình có đám cưới, nếu bạn đi được thì bạn đi. Mình sẽ rất là vui. Mình không thể đi một cây vàng giống như anh Rồng được. Đi chỉ thôi cũng được chị. Đi một chỉ thôi cũng được à? Một chỉ thôi cũng được. Cảm ơn bạn vì đã làm những sản phẩm âm nhạc thật là hay. Cảm ơn cả anh Rồng nữa. Bây giờ có một cái mini game nhỏ nhỏ xíu đi ha. Hai bạn có từng nghe một cái tin đồn gì đấy về cả hai người không? Tin đồn như sao ta? Tin đồn như sao ta? Hoặc là tin đồn của chính bản thân mình. Em có từng nghe một cái tin đồn gì đấy về bản thân không? Dạ, bản thân thì nhiều. Còn anh Rồng. Còn của anh thì em không nghe gì. Thì tin đồn của em là người ta nói thì lúc đầu làm em làm nhạc này kia nè thì cũng có người nói ra nói vô nói này lông bông này không có không thấy ở nhà mà cũng không thấy đi học về tối ngày cứ thấy nó đi lông bông không làm gì cũng không biết kiểu người ta chưa biết mình làm gì mà người ta cứ nói là thằng này hư này không này không. Tin đồn đó là tin đồn mà thấu tim gan bây giờ mình cũng kiểu kiểu vậy chị. Thì như là người ta không biết trong cuộc, người ta không biết con bà làm gì vậy. Kiểu như em không phải là học cao gì, có bằng này bằng nọ, đi làm trong văn phòng hay là sao đó, em không có như vậy. Cái người ta không biết em làm gì, nói hát khùng hát điên cái gì là kiểu như vậy. Sau này cái khi mà lên những MV này nọ, em nghĩ là con của những người đó cũng có thấy em rồi cho con xem qua lại này nọ. Đúng rồi. Cái sau này nhiều người gặp mẹ em thì nói con bà nổi tiếng này nọ gì. Đâu nổi tiếng gì đâu. Cũng chỉ có. Là lên hình vậy thôi. Cũng có nổi tiếng. Thế thì phản ứng của mọi người như thế nào với cả mẹ của em hay là với em? Mẹ em thì cười khà khà vậy đó. Cười khà khà. Ba mẹ mình biết mình làm gì mà mấy người kia ta không biết thì ba mẹ em cũng đâu thèm để ý tới chị. Hay chị nghĩ là mốt đó mình treo một cái băng rôn ở trước cửa đi ha. Ví dụ như là xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, con tôi anh Rồng đang là gì? Ca sĩ đúng không? Singara là gì? Phối beat nhà sản xuất âm nhạc phối beat. Đấy. Treo cửa treo bảng. Đúng rồi, treo ở trước cửa luôn. Đóng mộc luôn. Mình có thể treo một cái tấm bảng đó. Poster treo. Đó đúng rồi, một cái poster thật là to, thật là bự ở trước cửa nhà. Hai em có từng nghĩ đến cái trường hợp đấy không? Dạ chưa chị. Chưa hả? Nói da gà luôn á. Chắc em treo cái bảng là nhà có đứa con làm nghệ thuật, xin đừng hỏi nó làm nghề gì nữa. Hợp lý. Về những cái bình luận của khán giả tính đến thời điểm hiện tại đó, thì các em nhận thấy rằng là có cái bình luận nào mà không đúng về cuộc sống cũng như là công việc của các em không? Thì em nghĩ là người ta ghét nên người ta mới nói với mình vậy thôi, chứ em cũng không để ý gì mấy tới mấy cái bình luận đó. Em chỉ đọc những cái bình luận tích cực của mọi người và em truyền cho em thôi.
Em không có nghĩ, em không đọc, em không chú ý tới mấy cái tiêu cực đó. Cả nhóm tụi em luôn chị. Vậy hả? Quen quá rồi nên sẽ không có để ý mấy cái tiêu cực đó nhiều. Anh Rồng ơi, vậy thì trong thời gian sắp tới á, thì em có một cái định hướng gì đó cụ thể hơn nữa về những sản phẩm âm nhạc cũng như là hình ảnh của em không? Em thời gian sắp tới thì em có những cái bài nhạc. Em sẽ có một bài nhạc em chỉ rap nhiều, và hát thì để cho mọi người khác hát. Em muốn thử cái trình độ rap của mình đó sao. Và hình ảnh âm nhạc thì em muốn thay đổi, một ngày nó phải thay đổi khác chứ nó không có giống, nó không giống ngày cũ. Ngày mới nó phải khác nữa chứ không phải là ngày mới nó phải giống ngày cũ. Em kiểu em sẽ làm cho nó mới tất cả, âm nhạc và hình ảnh. Có cả vũ đạo không? Dạ, vũ đạo thì em chưa nghĩ tới, nhưng mà thời gian sau này sẽ có những bài nhạc nó sẽ có vũ đạo. Mình đang cái giai đoạn chuẩn bị đến đâu rồi để có thể là chuẩn bị tung ra những cái sản phẩm mới? Em thì chỉ mới feel giai điệu và viết được một ít thôi. Viết được một ít thôi chứ chưa làm beat, chưa tất cả chưa mà nói chưa. Thế còn Singara thì sao? Em với cả công ty có một cái chiến lược nào đó cụ thể về những cái bài nhạc này hay là cách phối khí như thế nào dành tặng riêng cho anh Rồng không? Dạ, hiện tại thì em phải đợi Rồng gửi cho em cái demo đó. Em nghe rồi em mới bắt đầu tính xem làm như thế nào vậy. Phải chờ order đấy. Dạ. Em mau mau ra âm nhạc đi em. Ra sản phẩm mới đi, tại vì fan của em chắc chắn là mong chờ. Dạ. Nhiều lắm rồi. Em ra hai bài. Em ra bài Bằng Lăng và em ra bài Trọng Nghĩa, hai bài sát nhau, cũng sát, hơi sát nhau. Em đang kéo thời gian cho dài xíu nữa em làm chỉnh chu vô cái bài nhạc sao hơn, để mình ra hoài á mọi người sẽ bị nhìn vô mình nói sau này nó ra hoài trời, nhạc nó ta nói mình sẽ không chất lượng. Mình cố gắng làm cho nó chỉnh chu hết trơn có thể ra cho nó tốt. Thì đến thời điểm hiện tại thì hai bạn cũng đã gắn bó với nhau một thời gian rất là dài rồi đúng không nào? Cũng tính bằng năm rồi. Thì nếu mà để nói khách quan á, thì Singara nhận xét như thế nào về cái gu âm nhạc của anh Rồng so với các bạn khác? Chị xin phép là được so sánh chút xíu ha. Dạ, okay. Để mình có được cái nhìn nhận khách quan hơn ha. So sánh về gu âm nhạc của Rồng thì em nghĩ Rồng cũng làm được nhiều thể loại vậy. Từ những bản hot trước giờ của bạn thì đa số là những kiểu hơi lạ chứ. Như Vách Ngọc Ngà cũng là một kiểu lạ của bạn. Đến Bằng Lăng Nở Hoa cũng là kiểu lạ. Bạn làm được nhiều màu nên là em cũng thấy thích, tại vì em có thể sáng tạo được nhiều cái nữa. Chứ không phải là chỉ một màu không. Cái lúc mà em làm nhạc á, cái người trao đổi nhiều nhất á là em và anh Xin. Em có demo hay gì là em gửi qua anh Xin, Xin nghe, anh Xin nói khúc này hay á thì để con khúc kia dở bỏ em viết lại đi. Nhiều khi cũng lì không viết lại mà nhiều khi cũng viết lại, tại vì ai cũng có cái to, nhưng mà ảnh truyền cho em thì em sẽ cảm nhận được, tại vì anh mình đã đi trước cho mình, đi trước nhiều lắm mà ra những con beat mà nó khủng nhất có thể. Đặt tâm mình... huyết vô. Thế có mua chuộc Singara không? Dạ không chị. Không em, á cọc lắm á. Tới giờ không mua chuộc em gì, nên hôm nay là wow em đó, wow em cũng lên chương trình cũng vì bắt đắc dĩ thôi. Em không có thích lắm. Đừng, đâu có thích đâu, đâu có ưa gì nhau đâu đúng không? Chị thấy mà giờ bước ra khỏi chương trình một cái là chọn nhau liền. Chọn nhau liền. Chị thấy là sau những cái lần quay trở lại với Tò Mò Showbiz á, thì Singara đã mở lòng hơn rất nhiều. Anh Rồng thì mới quay trở lại lần thứ hai thôi. Nhưng mà Singara chị thấy là cái sự tươi mới và cái sự chân thật của em ngày càng bộc lộ nhiều hơn nữa đấy. Dí ra dí dỏm đó. Cái này là được 90% đó, thêm cái 100% luôn. Đập nữa là bộc lộ hết luôn đó chị. Số tới là bắt đầu là trải hết nha, trải hết tấm chiếu của mình ra nha. Nếu mà để cho lời khuyên dành cho anh Rồng đó, thì em sẽ dành lời khuyên gì đó cho anh Rồng về âm nhạc, về hình ảnh của mình? Thiệt nha, anh không có kịch bản nha anh. Đúng rồi, không kịch bản nha. Đối với hình ảnh thì em nghĩ là Rồng đã có hình ảnh rồi. Còn đối có cần cải thiện gì hơn nữa không? Em thấy hình ảnh của Rồng thì thay đổi nhiều á. Em nhìn thấy vậy thôi. Như kiểu tóc hôm nay là thấy thay đổi vậy đó. Phải gần gần giống nha. Còn đối với mà nhạc á thì theo em nhìn á thì nếu mà làm tốt hơn nữa thì về cái phần là cái lời bài hát. Giờ mình làm sao mà mình dẫn người ta được đi câu chuyện, nguyên một câu chuyện của mình nó mạch lạc một xíu nữa thì sẽ tốt hơn. Còn phần giai điệu thì Rồng, em nghĩ Rồng làm tốt. Giai điệu của Rồng thì hay. Còn
phần rap thì Gồng cố gắng hơn nữa được thì tốt. Tại vì Gồng cũng không phải là chuyên rap nhiều, cho nên bạn rap tới đó thì cũng ok. Nhưng nếu làm tốt hơn nữa tốt. Dạ. Anh Rồng có bao giờ suy nghĩ là mình sẽ chuyển sang một cái thể loại hoàn toàn khác không? Thay vì là mình vẫn đậm chất dân gian rồi miền Tây như thế. Có chị, em cũng có suy nghĩ là em sẽ thay đổi, nhưng mà em nghĩ là chưa tới lúc mà mình thay đổi, nó chưa có hoàn chỉnh á. Mình chỉ là một phần thôi, mình làm nó sẽ không có được ok nhất. Em muốn làm chừng nào mà cho nó ok nhất em sẽ thay đổi hết luôn. Cho nó hay. Còn mình bây giờ mình làm kiểu như phần nửa miếng mình làm chưa tới nó sẽ không hay. Nếu mà để có thể đóng góp ý kiến cho đối phương để hai bên có thể là cải thiện nhiều hơn nữa rồi hợp tác với nhau ăn ý hơn thì hai bạn sẽ nói điều gì quay lại với nhau nha? Giống là với Hun quá, nắm tay nhau ôm nhau. Ok, nắm tay đấy là chị không có phím nha, hai tự nắm tay đó nha, nhìn nhau được rồi nha. Anh nói trước. Thì cái em muốn Rồng thay đổi thì như lúc nãy em cũng có góp ý với chị, thì về phần rap hoặc với phần lời, còn như giai điệu thì ok, cứ gửi qua hay là làm biết thôi. Dạ. Thì cải thiện về cái đó. Dạ. Em thì cái thay đổi của anh Xin thì hồi xưa thì em có nói là anh vừa ăn anh vừa làm, thì giờ anh cũng thay đổi được miếng rồi, em chỉ muốn anh thay đổi thêm miếng nữa, chú ý sức khỏe của mình hơn nhiều hơn xíu. Dạ. Tại vì cái lượng mà làm việc của anh á khác với tụi em lắm. Tụi em viết rồi tụi em có thể nghỉ, còn anh là tụi em viết ở đây nhiều người mà có ở đây làm biết rồi. Dục qua làm hoài luôn, vừa hết cái này tới nữa thêm một anh ở nhà cũng có anh học và cũng có làm nữa, nhưng mà anh học làm nhạc kiểu như lo-fi, làm lo-fi nên anh làm chính. Dạ. Nên cũng mất thời gian, không có thời gian chú ý cho sức khỏe nhiều. Chứ không phải nói anh kén làm biết hay lên đi nha. Đúng rồi. Ủa Singara, người ta nói là lo lắng sức khỏe cho em đó. Có khác gì là người em. Chị ơi. Ồ vậy hả? Ra khỏi đây là khác liền. Vậy hả? Hóa ra là những lời dối gian à? Không, tại vì em biết anh cũng thật. Tại vì em biết anh cũng khỏe thiệt nên em không có chú ý mấy. Anh cũng ít nhậu này kia. Thôi chị nghĩ là của ít lòng nhiều. Thay vì lời nói thì em cứ mỗi ngày á gặp nhau thì em tặng một ly trà sữa hoặc là một gói xôi ngoài bánh. Tại em cũng không thích trà sữa. Cái quan trọng của em chỉ là một cây vàng. À, một cây vàng hả? Ừ, một cây vàng. Ủa em mỗi lần gặp là một cây vàng á hả? Dạ. Trời ơi, thế thì giàu sớm thôi. Đâu ra trời ơi. Em nói vậy thôi, hôm nay lên chương trình á thì đâu đó rõ ràng. Vậy tới bữa đám em lại sớm. Anh Rồng thân mến, đến những cái giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì anh Rồng hãy gửi tặng đến cho quý vị khán giả một đoạn nào đó trong bài hát Bằng Lăng Nở Hoa nha. Yeah. Em hát chay luôn. Anh thương tấm lòng thôi. Anh thương tấm lòng. Hát chay nha. Anh thương tâm thân nắng mưa dai dầu, thương em bé con bé nghiêng nghiêng đầu, thằng trai làm cha gió sương ngoài kia, bia lên 10 lon bỏ con mình ơn, 50 đến trăm sang đêm không về, em đây ngóng trông chẳng ai vai kề, sao anh đành tâm để em chờ mong, chào thân nữ hoa cưới anh làm chồng. Tèo 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 tèo. Em bị dướng nè. Rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn hai em đã dành thời gian quý báu của mình để ghé thăm Tò Mò Showbiz ngày hôm nay. Những câu chuyện tuyệt vời và những cái tình cảm của các em dành cho chương trình thì chị rất là ghi lòng tạc dạ. Đó, thì hy vọng là chúng ta sẽ ngày càng phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa, ra thật nhiều sản phẩm hơn nữa để chinh phục khán giả nhé. Và quý vị ơi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yêu thương nhau làm chi, đâu tìm đâu mà thôi nỗi cười.